Sau hàng loạt video về các dòng máy ép mía siêu khủng từ Tấn Phát thì hôm nay chúng tôi lại mang tới cho các bạn một dòng máy công nghiệp khác. Lần này là máy ép tắc công nghiệp. Chắc chắn là nhiều bạn khi nghe tới dòng máy này thì thường thắc mắc máy ép tắc thì làm sao mà ép được? Vỡ hạt, đắng ngắt còn gì? Hôm nay chúng ta hãy cùng giải đáp câu hỏi này với chế tạo máy Tấn Phát. Trước khi vào với video, các bạn đừng quên ấn nút like và theo dõi kênh cũng như để lại những góp ý cho chế tạo máy Tấn Phát ở bên dưới nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Thật ra câu hỏi máy ép tắc có bị đắng không là điều mà đại đa số khách hàng đều băn khoăn khi mua máy ép tắc. Nhưng hôm nay Tấn Phát sẽ xóa tan nỗi lo đó của các bạn. Với hơn 10 năm trong ngành chế tạo máy thực phẩm, Tấn Phát đã cho ra đời nhiều phiên bản máy ép tắc và tiêu chí đầu tiên là khi ép không được vỡ hạt. Đây cũng chính là nguyên nhân gây ra tình trạng nước ép tắc có vị đắng. Vậy làm sao để làm được điều đó? Thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau review chi tiết dòng máy ép tắc công nghiệp TP1500 của Tấn Phát. Đây là phiên bản máy ép tắc công nghiệp có sức ép vượt trội lên tới 120 kg một giờ, sở hữu tới 40 ép phiên bản kim cương. Bạc đạn đi cùng cũng là loại 12 bạc đạn bản xuất khẩu. Với hai trang bị này, máy ép tắc có thể ép gần như kiệt trái tắc hoặc chanh khi mà hoạt động. Bên cạnh trục ép bạc đạn khủng thì motor của em này cũng không kém cạnh gì, sở hữu công suất lên tới 1500W, sản xuất tại Nhật Bản, tây đồng 100%, cho phép máy có thể hoạt động liên tục trong nhiều giờ liền. Với những thông số trên, máy ép tắc công nghiệp TP1500 thích hợp sử dụng cho các nhà hàng lớn, chuỗi quán ăn hoặc những nơi chuyên cung cấp nước giải khát. Nhưng công suất khỏe, trục ép chắc chắn thì đáng nghĩa ra càng làm nát, cháy tắc hơn và làm đắng nước chứ. Nhưng không, điều đặc biệt nằm ở thiết kế của trục ép. Với cách đặt trục ép thông minh, có độ hở nhất định, đảm bảo trong khi ép, hạt tắc sẽ không bị vỡ mà rơi xuống khay bên dưới. Cháy tắc sẽ được ép lại một lần nữa để đảm bảo nước kiệt nhất có thể. Tất nhiên không phải ép kiệt đến nỗi nát vỏ, vì thường khi ép tắc xong, người ta thường lấy một phần bã tắc để làm ra món tắc xị nguội và yêu cầu là vẫn phải còn một ít nước ở bên trong. Đúng là tiêu chuẩn của người Việt Nam luôn đề cao tính thực tế, trái tắc ép ra không những lấy nước mà phần bã cũng phải đạt tiêu chuẩn để làm được món thứ hai. Và vừa hay sao các dòng máy ép tắc của Tấn Phát đều làm được điều này. Và dòng máy ép tắc TP1500 là phiên bản có thể giúp các bạn có thể ép nhiều hơn và nhanh hơn. Các bạn có thể vào phần video của kênh và gõ máy ép tắc. Có rất nhiều video về các dòng máy ép tắc khác nhau đã được bên mình thử nghiệm trực tiếp tại các cửa hàng của Tấn Phát. Vậy là video này mình đã giới thiệu chi tiết dòng máy ép tắc công nghiệp TP1500 và giải đáp cho các bạn vì sao máy ép tắc lại không làm đắng nước rồi nhé. Các bạn đừng quên ấn like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của Tấn Phát. Bên cạnh đó, chúng mình cũng sẽ làm video trả lời tất cả các câu hỏi hay thắc mắc của các bạn về các dòng máy thực phẩm. Nên hãy mạnh dạn đặt câu hỏi tới phần comment nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.